Giảng lùng là hát ơi. Mày hao rồi. Giỡn mặt ta hả? Thôi chưa? Thôi chưa? Bỏ lên. Thôi. Được. Được hả? Thôi ha, thôi. Biết cái lời chưa? Đánh nữa. Chưa thôi nữa hả? Chết đấy. Mày em ơi. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, cho lời khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám ma mị, cõi dương linh, cõi quỷ dữ, đang tu luyện tà thực tà đạo hại mình cũng như hại người, và có những dông hiền hậu chết lâu năm chưa được siêu thoát, vô mang cái nghiệp gì do đời trước hay là vô cái đời này mình tạo ra gì đó thì nghiệp không được siêu thoát, chuyển kiếp thành người thành một cái dòng hồn giật dơ dở nơi mỗi ta bà này. Thì hôm nay Lâm lại tiếp tục trở lại giúp đỡ một cái dòng dòng này được gọi là một cái dòng Lâm coi cái cam nó đặt trong cái cốc là thấy tóc đen áo màu trắng, thì không biết là cái dòng gì thấy ra dùng được cũng đàng hoàng lắm. Hôm nay Lâm trở lại coi tìm kiếm cái dòng này coi dòng hiền hay là dòng dữ gì đó, mình cũng giáo hóa họ, giúp họ về một ngôi chùa tu lành tu hiền, sớm chuyển kiếp thành người nha. Bây giờ video thế nào mời bắt theo dõi. Con đường này treo leo cho leo khó đi. Đây gì em không. Một lần leo núi là làm sợ lắm, cái chân làm nó đau lại. Mà gì giúp dông thì ráng đi thôi không bác. Thì là mà đi cũng giờ này ạ, đặt cái nghi thức trong cái cốc này là mày là cái cốc dòng vào bác sĩ có cái dòng trong đó không. Cốc này thì có thờ các ngọc hoàng như không, các chư vị thần. Xin chào.
đây không? Giống nào ở đây cần giúp đỡ không? Không có rồi, ra ngoài đi. Sao khó khăn quá. Xin chào. Hôm bữa tôi có đặt cái bàn ý thức, có cái giống nào dùng thì hãy xuất hiện ra đây để mà tôi giúp đỡ cho nghe. Không thấy không hả? Thức ra cúng hay dùng thấy có mà. Sao giờ đi kiếm không thấy kỳ hắn lắm hả bác ơi, hắn dữ lắm, hắn chí đầu luôn. Xin chào. Ôi, chào. Kiếm ai vậy? Kiếm ông à? Kiếm cái gì? Bữa tôi cúng đồ trong cái cốc, ông có ra dùng không? Hả? Có. Vậy là tôi cúng trong rồi đó. Hay diễn chơi. Đây có cúng nữa không? Có. Hả, nó diễn chơi nè. Có cúng nữa hả? Có. Ôi, có cúng nữa rồi đem về đi. Gì kìa? Con no rồi. No rồi hả? Không ăn nữa. No rồi không thèm hả? Gì kì vậy? Ủa vậy? Vậy ông về đi, tôi đi à. Ê, đi đâu, đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Ê, chuyện chơi. Ở đây quánh à. Chuyện chơi. Quánh cái gì quánh? Thiếp đỡ thôi, quánh gì? Ê. 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 Gì? Bữa cúng ăn ngon không? Ngon. Ê không. Quên. Ê sao? Nghe hả? Không ngon hả? Không ngon à? Không thiệt không? Ôi. Hả? Cúng đồ ăn cái đống gì mà không ngon? Tôi ăn mặn ông ơi, ông cúng được chai không? Gì hả? Hiểu cần giúp đỡ gì không? Giúp đỡ gì giúp đỡ? Thì sao? Giờ không có đồ mặn không? Không. Tu rồi ăn chay không mà không có, có đồ mặn. Không ăn chay thì không ăn đi, tôi ăn mặn. Không mặn kệ ông đi, đâu có đồ chay đâu mà. Tôi ăn chay tôi đâu có ăn mặn đâu. Thôi vậy là mình nghỉ chơi với nhau đi. Thì không được, chơi đi vui lắm. Khó không? Có tay cán gì không? Giờ chút xíu đây. Vô. Cái gì? Anh lộn. Tôi thành giam hồn đâu biết lộn nha. Yeah. Vậy có tài cán gì? Có chút đỉnh. Chút đỉnh làm gì? Làm thử coi chơi. Có gì chút đỉnh lại gì? Chút đỉnh gì hết thật á hả? Mới lên đây học được mớ không? Ai dạy cho? Ồ, kệ tôi muốn học không mà hỏi anh cãi đi. Biết không chị? Lời hại gì ta? Chị sao? Là hãng thiên ngấn. Ôi. Từ trời ơi, trốn hả? Trốn hả bụi? Từ từ Phạm Rồi thu lại. Vô cơm ăn. Ăn cơm hả? Thua chưa? Thua. Thế còn chi nữa không? Còn tài cán gì không? Chấp cho chi nữa đi. Thôi đi về à.
là không ngon à, vô bộ nó ngon à. Lén tha thập bát lá. Ui, ở đâu ra vậy? Đâu ra bác là hán vậy? Ê, ê, bà, 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 bà. Cháu của ông Tứ Điện mà dám ông là hán. Đừng trốn nữa. Thu chưa? Bỏ thăm cái. Hỏi thăm ai? Ông là ai? Pháp sư. Sư hả? À, pháp sư giống sư siêu. Sư sao biết pháp bác là hán vậy? Sao không biết, pháp sư tao thật mà không biết gì được. Sao tao quỷ tao không biết. Quỷ sao gì biết được. Quỷ chỉ biết mẹ cổ, dặn cổ thôi. Giống người ta thôi chứ không biết gì nữa hết trơn. Ông có tài cán gì không? Học được cái gì nói nghe coi. Cái chiêu đó. Hả? Đánh không? Đánh lợi tao không không? Đánh chiêu nữa thua luôn nè. Bây giờ thôi, giờ không đánh đi, ông nghe lời tôi đi, ông giúp ông về chùa tu lành tu thiện sớm chuyển kiếp thành người ông ơi. Đánh cho con mệt quá. Thành người làm gì? Thành người để đi ăn nhậu, đi chơi hay là đi tu gì đó. Nó nhiều chuyện để làm lắm. Thằng quỷ đâu làm được gì đâu. Tao từ là con người nè. Vậy hả? Vậy thành người làm cái gì nữa, thành người khổ lắm. Vậy chứ thằng quỷ cũng khổ vậy, ở đây đối với bà luôn ai cúng cho ăn, lâu lâu có mối có kèo lên cúng cho ăn, ngon cũng chết mà đằng xạo. Làm quỷ ngon hả? Làm quỷ làm gì đấu với bà luôn, lệnh lẽo đấu khác. Làm quỷ trốn vô mấy cái chỗ rồi thú vui vũ vô mấy cái hang ở, đâu có nhà đâu ở. Làm quỷ không có bị ràng buộc, không có bị ràng buộc vợ con, muốn làm thì làm. Thiệt không? Ờ. Chị lẽ hỏi. Dán lông là hát ơi. Mày, hào hủy. Giỡn mặt là thua chưa? Thua chưa? Bỏ lên. Thôi. Được. Được ha. Thu ha. Thu. Biết cái lời chưa? Đánh nữa. Chưa thua nữa hả? Chưa nè. Chạy đừng. Mày hả bự. Xí. Dạ cái dòng tròn ý đi ra luôn. Đừng. Đó luôn đi. Mày dám chơi tao mày. Không được. Cây này nè. Cây còn sống tao ơi nó chết queo rồi. Chết queo rồi. Mày hả mày. Ờ đừng. Giỡn mày. Giỡn mày. Nghe lời không? Tôi quánh như mẹ quánh con với chào quánh con vậy. Nghe hả? Quánh thiệt á. Quánh thiệt. Ủa thôi, hay quánh đầu quánh thử. Ê, nào thiệt, thiệt ra đây coi. Thiệt ra quánh. Ngu ngoài xe hả? Thiệt biết nghe lời ha. Ê, chị thua đi con quỷ ơi. Kể nghe, có chuyện gì hay kể nghe. Sao chết à? Thiệt ra tôi giúp cho không có bắt đâu. Thôi, không kể đâu. Xả này ra kể ha. Không. Xả định ha. Không, khỏi xả đi. Sao vậy? Thì ngồi đây tôi xả, ngồi đây. Xả. Xả định luôn. Hay. Không sao. Sao chết à? Làm hàng gì hết trơn à, xả thì thôi qua là không kể luôn. Qua ha. Thôi tôi về. Về đi. Chơi quánh ta đã rồi định ta. Trời thì... kêu chơi lén chị. Đừng chơi lén. Sao? Chơi nữa không? Không. Học thật không vậy cho? Không luôn. Xài. Thôi. Chứ giờ muốn gì? Tôi quậy, tôi giận không à. Chứ muốn giờ muốn gì? Tôi đi phát chơi, tôi nghỉ chơi. Đi phát đấu được. Không đi chơi được đâu, ở đây quỷ đi tới luôn người ta sợ lắm, đâu có chơi được đâu. Quỷ mà chơi vậy giờ. Tôi quỷ tôi chơi với quỷ. Ê, ở đây có con quỷ nữa hả? Có. Có. Có con nào dữ như ông không? Có mà đi hết. Chị sao chơi nó được? Ồ, vậy là cô đơn một mình rồi mà đặt sao xạo. Chơi xấu quá, quánh lén người ta không, người ta không thèm chơi, hiểu không? Chơi xấu quá, chơi quánh lén rồi thọt lét là không ai mà chơi lại. Chơi gì ai chơi lại, ta nghỉ chơi, ta đi chỗ khác phải rồi. Đây là con quỷ một mình phải rồi. Tôi chơi xấu vậy đó, tôi phải chết thế nào không? Dạ. Yeah. Kể nghe được chút xíu câu chuyện gì cuộc đời của ông được không? Thôi giúp đỡ không giúp đỡ thì thôi, kể nghe cuộc đời nghe chơi. Không.
cho biết đi, giống như tôi không nghĩ tôi người bạn thân vậy đó, ngồi cái chuyện chơi chứ khỏi làm gì chưa á. Tôi đâu phải bạn ông đâu. Gì hả? Tôi quỷ. Thôi về, về mình là quỷ, tôi là người, nhưng mà đối với tôi là người với quỷ nó giống như bạn thôi à. Tại ông là con người phải không? Chứ còn sống ông là cái gì? Là người. Ông chết rồi ông thấy là vong hồn, ông là cái vong hồn cũng là cái vong của người. Chuyện khác có cái là ông là người cõi âm thôi, tôi người cõi dương, khác với nhau cho đó thôi, chứ cái tình nghĩa nó vẫn bình thường mà. Tôi pháp sư nhỏ xíu một xíu tôi đi giúp đỡ vong linh nha ông thôi, tại vì tôi giỡn với ông thôi chứ ông đánh gì lợi tôi. Tôi muốn đánh ông là nãy giờ hồn rưỡi tán rồi chứ đâu có ngồi đây. Ồ pháp sư nói chuyện nghe im quá ta, nói chuyện nghe có lý quá ta, giống giang hồ quá ta. Giật giật gậy ông nội, tao sư nói chuyện đàng hoàng giang hồ vậy ha, giang hồ nói chuyện vậy ha. Giang hồ có người tốt người xấu chứ bộ. Giang hồ cũng có tình nghĩa mà. Ừ, ta sống đàng hoàng chứ, ta đâu có bậy bạ gì đâu, chẳng qua là ta hơi kiếp sống người ta nói vậy rồi, thì ta cái nghiệp ta nói vậy, ta chịu thôi chứ đâu biết làm sao giờ, đúng không? Nhưng mà giang hồ không có uy tín. Trời, ta uy tín á, mặc dù ta hơi nóng tánh, người ta hơi nóng tánh rồi đánh qua đánh lợi thôi, chứ người ta không có tình nghĩa, là ta có trước biết sau chứ ai đâu mà người ta hiểu chuyện mấy người ta học đó. Thậm chí mấy người ta học ra bằng đại học chứ nhiều khi cũng cà chớn ngang ngược ăn đường nó nẻo không. Còn mấy người ta nói giang hồ người ta chơi bời, tại người ta nghèo khổ người ta dính vô con đường, người ta sống người ta cũng đàng hoàng mà, người ta làm đúng quy định, người ta làm cái những gì đó đâu đó đâu phải là ấy đâu, đâu phải người ta làm sai đâu. Nói chung là giang hồ thì gọi là đại là cái tiếng là giang hồ vậy thôi nữa, chứ thật ra người ta cũng có người tốt người xấu, đâu phải gom cả nắm được, đúng không? Có người người ta sống cũng đàng hoàng, có gì người ta có bị ép buộc, có nhiều cái người ta dính vô cái nỗi khổ gì đó người ta không có buông bỏ được, nhưng người ta phải đu theo cái nghề đó, đu theo cái người giống như người ta có cái quyền lực nè, mình là nghèo khổ nè, rồi cái ông kia là ông có quyền lực, ông có tiền á, ổng sai ông này, hoặc là ổng có tiền rồi ổng cũng là vì tiền thôi à, đúng không? Ừ. Ông nói nghe hay quá. Đúng rồi. Ông nói nghe hay quá, ngồi chơi đi, tôi đi. Gì kỳ? Quỷ gì kỳ trời? Vậy chứ quỷ này giờ muốn gì ta? Ấy gì? Ê, khó xử quá. Mày kiếm như nào mát mát, mình cúng cho quỷ này thế nào cũng nghe. Nghe quậy nhằn vào ha. Ta mà kiếm chỗ rồi. Kiếm như nào đắt rồi. Kiếm như nào mát mát không vào, bác ơi nắng quá trời nắng nè. Bây giờ làm đi kiếm chỗ nào mát không mà bác ơi, chứ ở đây nắng quá trời rất. Anh thấy có bụi cây gì đó biết mát không, dưới thử cúng cho cái dòng này đi. Nắng thế dưới có chỗ mát. Đi dưới thử coi. Ok. Đó. Có chỗ mát kìa. Đây coi sao. Nó mới đạt được không? Ôi, đây có chỗ nè ông bà bác ơi. Đây nè, chỗ này nè. Xuống dọn chỗ này coi. Nó cục đá im lắm nè. Rồi, quyết định đi. Dọn chỗ này. Chỗ này mát rồi, nó. Đặt cái máy ở đâu mới được chứ. Mà tìm chỗ không đặt cái máy.
chưa chọn chỗ cái mà bác ha. Rồi, làm mà tìm được cái chỗ nó cũng mát lắm mà bác ơi. Đặt cái cúng đây nha. Vậy đi. Nó có đá gọn vậy ha. Có dòng người ra dùng cơm. Nước rồi dùng này ấm no giúp cho về chùa tu, dòng này cũng biết sợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phúc Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương đến nhau thần thổ thần các chư vị thần núi non ở đây, đặc biệt là cái dòng ở thời hãy dùng bánh trái để giúp cho sinh kiếp thành người, tu lành tu hiền sớm đầu thai thành người để làm con người tốt hơn nha. Cha này chắc nằm trong giang hồ sao kiểu nói thì cái gì đâu mà sẽ đu lại rồi. Xin chào.
trước dùng rồi, mang tới không dùng nữa, tôi cúng nữa, cúng nữa thì dùng nữa. Trà ngon. Sao mà không pháp sư này không biết, không biết mình ở đây mà tới đây. Đúng là pháp sư nha, pháp thật cao cường quá, quỷ như mình đấu không lại. Đâu không lợi ông này thì xin theo cái ông pháp sư này cho rồi. Ở đây chi? Ở đây làm quỷ hoài, cũng vậy. Hay là đi theo cái ông này, học cái gì trưởng trưởng của ông, rồi mình trở lại đây mình làm châm ở đây. Ôi, học được cái pháp thầy của pháp sư này ngon lành luôn. Không có quỷ nào đấu lại mình. Sư để đâu ra giấu dữ. Dùng cho có sức đi. Rồi, ông pháp sư cũng có trở lại đó. Mình năn nỉ rồi. Thôi không dùng, không có sức là đang nghĩ cũng không được đâu. Đang dùng, đang cho nó no vô, dùng cho nó no vô, dùng cho nó no vô. Lúc sống ăn cao lương mỹ vị không, chết thành quỷ rồi. Thứ này kiếm không ra nó. Được nó rồi, có sức rồi, con gà được cái, con được cái lực lực rồi, bẻ ra. Bây giờ đi ra ngoài trốn rồi, rình ông pháp sư này ra. Năng lý không, học nghề không? Ê, xin chào. Trốn cái gì mà trốn? Cái lệnh trốn hả? Cúng cho ăn trốn gì? Ăn này ăn nồi nồi thì giúp đỡ cho, trốn cái gì mà trốn không biết nữa.
Người đây ông sao mà ông sao hay dữ vậy ông sư? Chẳng hay. Ôi ô, sao biết được tôi trốn luôn. Ồ. Ồ. Ăn chưa? Không chưa? Ngủ rồi. Đó không? Dạ. Yeah. Cảm ơn pháp sư, ngồi chơi pháp sư. Ngồi chỗ nào ngồi ngồi. Đứng đi. Ngồi chơi. Không lên em ngồi đi. Rồi. Ngồi đứng đi. Cho hỏi xíu chuyện ra. Ngồi đây được. Đúng, ngồi đó đi. Chỗ của tôi đó, ngồi đi. Cái gì? Chỗ tôi bày trong của tôi gì? Chỗ của tôi ăn. Gì hả? Ngồi xuống ăn nữa đi nè. Ừ. Nữa đi. Tôi đã dùng nó rồi. À chưa. Cảm ơn ông nghe. Không nữa đi. Ừ, cũng muốn rồi. Được rồi. Cảm ơn nhiều. Ừ, có cần giúp đỡ gì không? À. Không. Thì kỳ. Giúp đỡ gì? Ông, ừ. Ông chỉ với tôi mất phép thật đây. À, muốn có thật giống vậy không? Đúng không? Tôi tính học mớ pháp thật của ông á. Ừ. Rồi tôi về cái chỗ này tôi làm chùm ở đây. Không có quỷ nào chơi giờ không chơi. Chùm có mình thì chắc chùm mình. Bây giờ thì cũng chùm ở đây rồi còn vậy. Ở à, đâu có ai đâu. Mình ông là quỷ chùm nhất ở đây. Có cô mình ông đó. Không. Tôi sợ mà thời gian sau á. Ừ. Có mấy quỷ khác nó lại. Vậy hả? Đấu lại đó. Vậy hả? Nó giành chỗ của tôi sao? Vậy hả? Ông là pháp sư chắc ông rộng rãi lắm không sư? Đúng rồi, rộng rãi lắm. Tôi xin miếng pháp thật á. Giúp cái khác ngon hơn, được ít lợi nhiều hơn, chịu không? Không cần phải có pháp thật, mà cũng không còn là quỷ ở đây nữa. Trở thành người giống tôi nè. Thì khi có pháp thật thì giúp đỡ mấy con dòng linh khác, hoặc là mấy con quỷ nào dữ dữ đánh nó chơi. Vậy là tôi mà... Ông thành người đi, rồi ông là có tương lai thành người đó. Tôi thành người được là tôi có pháp thật, tự nhiên tôi có giống ông vậy? Tu mới có. Cũng giống như mình đi làm mình mới có ăn chứ không làm sao mà có ăn. Ừ, không làm mà đòi có ăn à? Tu lâu lắm mới có pháp thật ông ơi. Không cũng bây giờ ông có sẵn ông chỉ tôi chứ rồi đi. Thì vậy nào ông thành người mới chỉ được, ông quỷ đâu có chỉ được pháp thật của tôi. Pháp thật này mà sử dụng cho người mà quỷ không sử dụng được. Dạ ông thành người á, bây giờ ông muốn thành người không? Ủa gì kỳ? Ờ ông thành người đi tôi chỉ cho. Người mới chỉ được biết pháp thật được hả? Đúng rồi, tôi có mang đệ tử chỉ nó biết cái trơn á. Biến chút chút gần đánh mấy quỷ chạy mất dép rồi. Ủa gì? Ừ. Vậy làm sao tôi thành người được? Rồi, muốn thành người không? Hả? Không. Tôi muốn học pháp thuật à. Muốn học pháp thuật mới thành người mới học pháp thuật được. Còn học tà thuật đi. Tà thuật tôi biết rồi. Vậy đánh không lợi tôi đúng không? Đánh lợi đâu. Vậy học chính đạo, học thuật chính đạo đi. Muốn học chính đạo thành người. Thành người mới học chính đạo được, còn thành người thì thua. Ông nói vòng vòng nãy giờ là tôi phải thành người mới học được. Đúng rồi, chính xác. Thông minh. Sao nãy giờ ông không nói vậy đi? Câu thời gian mà. Không nói. Ông đi nói vòng vòng hoài. Không dạy thì ông nói một tiếng đi. Dạy nhưng mà thành người mới dạy được. Giúp cho thành người rồi mới về rồi dạy pháp thật luôn ha. Hiểu không? Vậy là có lời quá còn gì nữa. Vậy làm sao mà ông mới giúp tôi thành người? Miễn sao giúp ông thành người được rồi. Tôi chỉ là giúp ông cái về ngôi chùa tu chừng 1-2 năm làm thành người. Ông thành người đó là tôi dạy ông pháp thật vậy không? Giờ ông thành người đi, ông đi kiếm tôi. Pháp sư tôi đưa ông về cái ngôi chùa vọng linh của tôi thành lập á. Ông giờ nó kêu pháp sư nhỏ xíu xíu là ông thành người đi, ông kiếm tôi. Bây giờ thành cái vọng linh sao mà khó dữ ta. Hồi đó tôi còn sống là đâu có phải học là chỉ là làm được. Đúng rồi, còn sống thì dễ, chết rồi khó lắm. Bây giờ chết rồi mới phải chuyển ngược lại nữa. Đúng rồi. Thôi vậy, ông nói như nãy giờ vòng vòng mà. Tôi cũng chưa hiểu luôn đó. Yeah. Ý là giờ ông muốn học thật đúng không? Ông muốn trở thành con người tốt hay người xấu? Ý là trong tâm ông bây giờ, ông nói là con người, ông mà trở thành con người có ích cho xã hội không? Có ích cho muôn loài không? Không. Vì ông chết đúng rồi đó, ông nội ông thành quỷ phải rồi. Không có suy nghĩ gì thành quỷ phải rồi. Vì là tôi lúc còn sống là tôi đâu phải người tốt. Tôi người xấu. Xấu là sao? Không được đẹp trai hay gì? Xấu lòng, xấu dạ. Xấu lòng, xấu dạ, xấu tánh luôn. Ừ. Sao ông biết ông xấu? Tôi những người vậy người ta xấu, người ta không biết mình xấu rồi người ta biết mình tốt không à? Không, tôi nói thẳng à, tôi là
Rồi tôi làm giang hồ ông ơi. Giang hồ? Lấy gì lại có giang hồ nào mà tốt đâu. Giang hồ mà không có giang hồ tốt hả? Thì đó thì tôi không biết, tại vì tôi không có nằm trong trong giang hồ. Có. Nhưng mà đại khái cũng có người xấu, người tốt, nãy tôi nói ông rồi. Có, mà tôi là thuộc cái dãy giang hồ xấu. Xấu trai hay là để, ha? Xấu tánh, xấu tên là xấu, đủ thứ xấu hết đó. Ông làm cái gì mà ông nói là ông xấu? Thì dạ. Tôi mới đầu tiên á. Ờ. Không phải là giang hồ. Tôi mới đầu tiên là ông mới đẻ ra đó ông nội ơi. Không, mới đầu tiên á là mà làm lính của giang hồ. Dạ. Yeah. Mà cái làm sao mà ông phải làm lính giang hồ mà không làm làm cái khác thì làm lính giang hồ chi vậy? Ờ, cái tánh tôi xấu quá. Tôi mới kể đi thôi. Tôi học nghề. Giang hồ nếu có muốn nghề làm nữa. Giang hồ á phải phải gan dạ nè. Ừ. Xăm mình. Ờ. Mà tôi không có xăm mình, tôi sợ đau, tôi không xăm. Ồ, vậy mà có làm giang hồ. Ôi trời la. Vậy chưa làm giang hồ. Mà tôi không gan dạ bởi vì tôi mới giang hồ xấu. Không gan dạ. Không gan dạ là người tốt rồi chứ sao mà xấu được. Gan dạ mới dám xăm mình. Ừ, gan nghệ xăm mình mới làm người xấu được. Còn không gan dạ thì sao làm giang hồ được. Xăm nó đau lắm vô đâu có. Vậy là giang hồ không được. Hiền chi chết rồi bởi. Rồi sao chết vậy? Mà bắt buộc á. Ừ. Thì nếu mà làm giang hồ thì phải xăm mình. Ờ. Tôi không phải là người tốt, tôi cũng làm giang hồ. Tôi đúng rồi, không phải người tốt nhưng mà sợ đau, đúng rồi. Tôi mua ba cái đồ mà nó bán rồi tôi dán vô. Yeah. Dán hai con rồng hai bên tay. Miếng dán đúng không? Hình xăm dán đó là gì? Tôi giang hồ mà kiểu như giang hồ giả mà giả gan như chứ thật sự tôi nhát. Gì cũng đồ làm giang hồ. Rồi làm gì có ích lợi vậy? Có chứ. Lợi sao? Xăm mình vậy đó, mấy thằng mà nó chưa xăm á. Nó nể mình, nó nói thằng này gan. Mày dám chịu đau xăm mình luôn ha. Cái này nó chắc nó lì lắm, nó dữ dằn lắm nè. Nó không có sợ ai đâu ha. Ừ, nó không có sợ ai đâu, nó xăm mình kèo dẫn ghê không? Hay ghê không? Mà thật sự cuối cùng sao? Thì ông kể tôi nghe coi, ông kể cuộc đời ông hết luôn tới hồi tới chết nghe coi. Tôi dán vậy đó rồi mấy thằng mà cũng đi theo sau tôi đó. Ừ. Thấy nó nể tôi mà nó đâu biết tôi dán. Nó cha này ngon ha. Rồi cái ông mà chùm bệnh giang hồ đó. Thấy tôi xăm mình mà ông cũng không biết tôi giả nữa. Thấy tôi xăm mình. Cái ông nói này ổn thì được nè. Ừ. Giao cho tôi nắm chùm. Năm năm bốn lính. Bốn lính à? Năm chùm có bốn lính à? Một cái phe, một cái phe riêng nhau. Ừ. Mà cũng như là hồi đó tôi là ở trên Chợ Lớn không ơi. Ừ, Chợ Lớn ha. Rồi, sao nữa? Tôi là bên cái phe giang hồ, mà giang hồ kiểu như ít có quánh lộn lắm. Ừ. Không có lộn. Giang hồ kiểu... Giang hồ chỉ là bị ngoài thôi, làm người ta sợ thôi. Bị móc túi mà. Trời ơi. Ồ, đúng là xấu thiệt ông nội rồi. Móc túi là xấu thiệt đó. Giờ tôi biết ông cái xấu rồi đó. Ai không biết sao không? Sao? Tôi đâu có võ. Không có võ. Tôi quánh lộn với bệnh giang hồ mà lấy làm thê chém mướn thì nó phải có vỏ người kia nữa. Ừ. Còn tôi đâu có vỏ đâu. Ừ. Nên tôi phải chuyển là bộ dán cho nó rồi dẫn bố lính đi móc túi. Gì hả? Móc túi theo xe đó. Ừ. Thì cũng làm nghề cũng êm lắm cũng là... Mà bố lính nó cũng không biết tôi là không có vỏ nữa. Tôi có cái vỏ bề ngoài thôi vậy đó. Ừ. Rồi tôi đâu có mà đi lính. Ừ. Làm không à. Ừ. Tụi tối ngày tôi ngồi quán phê. Yeah. Đợi nó ra nó làm được như thì đem về nó nộp cho tôi. Ồ, lý quá ha. Ngon, ngon lạnh. Rồi cuối cùng ông sao chết? Hả? Cuối cùng sao chết? Tôi chết rồi mà. Thì sao mà chết á? Đừng nói quên rồi nghe. Không phải quên mà không nhớ ý gì. Tôi nãy ông hỏi gì? Ông hỏi rồi sao ông làm giang hồ vậy rồi sao mà ông chết? Ờ. Bây giờ ông còn ngồi cái hồn rồi đây là ông chết rồi đó. Chết rồi. Ừ. Mà sao chết vậy? Mà tôi chết lâu quá rồi, ông hỏi tôi sao tôi chết. Ông làm giang hồ bên trong quánh chết hay gì? Tôi chết 20 năm rồi đó. Trời ơi. Coi. Vậy là chết năm 2004 hả? Ủa? Năm 2014. Ủa lộn. Năm 2004. Ờ đúng rồi. Trời ơi. 2004. 2004 đó. Ờ 2004. Ừ.
Rồi sao chết? Để đang kể cái vụ mà cuộc đời đang lên, ông hỏi chết kêu tôi quên hết trơn luôn. Đời đang lên hay lên sao? Lúc mà tôi nắm bốn lính cho nó đi móc túi đó, theo bánh xe móc túi đó. Dọn có tiền rồi. Lúc đó là tôi là nó làm nhiều là được đem lại quán phê nộp cho tôi hết. Gì hả? Rồi tôi mới chia ra cho nó bốn nó. Ừ. Lúc đó là ngon lành rồi, đời đại ca giống như đại ca. Dạ, yeah. Thì đang làm giang hồ thì đại ca hay còn gì nữa. Đại ca giang hồ. Mà nhát thịt. Rồi tôi chia lại cho bốn nó, như tôi chia 6-4 rồi. Dạ, yeah. Ông 6, mình kêu 2, mấy kia 4 hay là mấy kia 4, ông 6. Tôi lớn mà, tôi lại 6. Cũng giống nhau. Chia cho nó 4 phần. Dạ, yeah. 4 thằng ha, 4 thằng 4 phần. Tôi sắm sửa đồ đạc cho mẹ, cho bốn lính nó ngon lành lắm, đẹp trai lắm. Vậy hả? Đâu ai biết là móc túi đâu. Vậy hả? Giả dạng vô làm khách đi xe. Ừ. Dễ dàng móc túi. Ừ. Mỗi một thằng là đi một chiếc xe. Ừ. Rồi làm cho mua đồ mua đạc cho nó dọn lên đẹp trai. Ừ. Lịch sự con như giàu. Đâu ngờ móc túi. Nhờ sao? Thì vậy đó. Rồi nổi tiếng là thời gian làm 5 năm đó. Rồi lúc đó là tôi trở thành giang hồ giàu có rồi. Tiền thiếu cha gì. Còn mấy ông đại ca kia không có lấy tiền ông vớt mấy nào đâu hả? Cho ông làm đại ca là không lấy tiền luôn. Chưa hả? Tôi là một cái nhánh riêng. Kia cái nhánh riêng. Rồi tôi nổi tiếng quá là lúc mà tôi giàu quá rồi đó. Có tiền nhiều quá rồi. Một túi tiền quá trời tiền ha. Tiền của ba tánh không, tiền của khổ, người ta làm ăn cực khổ, mấy ông chờ mấy ông nói nè. Nhiều khi hên nó mấy lính nó móc được nguyên một cái bóp tiền đô không. Gì ha? Tại bến xe ha. Bến xe. Thời đó thì phải rồi, quá trời đó. Rồi hồi nãy tôi nói tới cái chết tôi cho ông nghe. Thì cho lẹ đi. Giúp tôi đi. Ừ. Nói vòng vòng hoài. Mệt. Nắng nữa. Nắng quá. Quỷ sợ nắng, vèo đứng ngoài nắng chửi vèo. Rồi tôi nổi tiếng rồi đó, nhưng là tôi không phải nổi tiếng mà tôi giàu có rồi. Rồi cái thằng đại ca ở bên cái nhóm khác, nó mới qua nó thử tôi. Nói thằng này nó có cái tài cán gì không, mà sao mà nó nắm được 4 lính. Mà sao mà giờ nó làm ăn, nó móc túi rồi, nó có lính rồi, ngon lành quá. Vậy hả? Phải ra nữa. Rồi cái thằng kia, cái thằng đại ca khác nó rủ tôi đấu. Rủ tôi quánh. Rủ tôi quánh lộn á. Tại vì nếu mà ông không có rành cái lực giang hồ đâu. Thằng nào thắng á là lên làm đại ca. Thằng nào thua thì xuống làm lính. Vậy đó. Rồi. Mới kêu bằng giành địa bàn đó. Ông pháp sư. Rồi cuối cùng ông sao, mấy kia nó sao nó mất hiện ra rồi vậy là làm sao? Thì ông khỏi, tôi khỏi nói ông cũng biết rồi. Đánh chết luôn. Vậy sao? Tôi, lúc đó là lòng tôi mới đi mua mấy cái hình xăm khác đó. Dán vô. Chứ này tôi chơi dán con nguyên một con cọp ở ghê. Trước ngực luôn. Nguyên một con mèo ở sao? Ghê. Tay này tôi dán một con thỏ. Rồi. Kỳ. Làm cho nó sợ. Ở đây thỏ là sợ lắm rồi. Làm cho nó sợ mà. Rồi sao nữa? Nó hẹn tôi 12 giờ khuya. 12 giờ khuya hả? Đấu. Trời ơi, đi quấn lộn mà nó kiếm ma gì giờ đó. Dẫn người có ai ha? Hai thằng chơi với nhau, hai đại ca chơi với nhau. Thì cuối cùng sao ông có tới không? Tới sao không? Nhát gì mà cũng tới. Không tới mất mặt giang hồ. Nhát cỡ đó mà cũng dám tới này thì chứ. Dù sao thì cũng có tiền nữa ha. Phải dạng cháu thiếu cha. Rồi sao nữa? Tôi tới rồi. Tới rồi sao? Tới quỷ kèo lên vậy. Tới nó đứng đợi sẵn thôi. Tôi tới sao? Tôi nói táo đây nè. Hết hồn. Thằng sao? Cái thằng kia cởi đồ ra hay gì? Thằng kia nó nói tao đợi mày nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Hẹn 12 giờ sẽ về đây mới tới. Rồi nó nói gì đó. Làm sao nghe rung quá, ngã ngang xỉu.
xong mình tưởng cởi đồ ra, xong rồi nó cởi ra cái con gì bự hơn nó xỉu chứ, cười chứ. Tôi nghe nó la vậy là tôi xỉu rồi. Xỉu luôn. Vậy là thua rồi. Chứ gọi nữa. Chưa đánh đá bại. Xỉu rồi vậy đó. Rồi cái thằng là đại ca nó có quánh. Nó kêu bốn lính đó. Khiêng. Khiêng đâu? Khiêng hai tay với hai giò tôi. Khiêng đi đâu? Đem nó dục. Được rồi. Đem nó dục qua lúc đó tôi mới chết đó. Dục đâu? Em giang hồ với nhau mà. Mày xử với nhau đó. Thì kêu đại ca kêu lính dục đại nó dục. Dục cho trúng tôi vô cái trúng vô cái cục đá không ơi. Bể đầu luôn. Là nó gán sống chết. Lúc đó là tôi chết luôn rồi. Chết luôn hả? Chứ lúc đầu mà nó nghe la cái là tôi xỉu. Ừ. Rồi nó tưởng là tôi chết rồi. Ừ. Rồi mới kêu bốn lính khiêng dục. Dục khi trúng vô cục đá chết. Nếu như mà la một cái chết gọi là chết lâm sàng. Chết rồi lâm sàng. Còn mà kiểu mà ông kiểu rồi nó dục cho trúng cục đá rồi bể đầu chết cái gì. Xỉu rồi sẵn rồi bể đầu chết luôn chứ sống gì nữa nữa. Ý là tôi dự bị rồi đúng không? Dự bị sao hình xăm hết trơn rồi. Sao không cởi đồ ra cho nó sợ? Sao kêu cởi đồ xăm mình mà không cởi đồ ra? Chưa có kịp cởi đồ. Nha. Yeah. Mới có la vậy mà ngã ngay xỉu rồi. Trời ơi. Giang hồ gì mà mắc cười quá. Tôi giang hồ là kiếm như một cái phượng danh giang hồ thôi. Tôi cũng biết võ đâu. Kiếm tiền nè ha. Trong mình xin. Dạ hên cái lần đầu tiên đó là xăm mình cái mấy thằng kia nó thấy mày chắc ngon à. Nhưng mà cũng giả dạng vậy thôi. Mua đâu mấy cái hình xăm nó hay vậy. Ồ kiếm trên chợ lớn rồi nó bán thiếu gì phải không? Yeah. Không biết chỗ mới được. Ừ. Ông mua không tôi mua làm gì nữa ông, ai bán trong mà mua. Giờ ông không chết 20 năm rồi rồi sao hồi còn sống ở nhà ở đâu, nhà ở chợ lớn luôn. Rồi có gia đình anh em vợ con gì chưa? Ôi, tôi mồ côi. Dạ hả? Trời, đúng rồi, mồ côi mới vui chứ không? Không coi. Không biết cha mẹ ở đâu luôn. Không biết cha mẹ đâu, sanh đẻ ra rồi dục đại đó là không biết luôn, rồi lớn lên. Trong thư viện phải không? Lớn lên á. Trong cô như viện phải không? Không, tôi ở trong cái bến xe đó luôn. Tôi lớn lên ở đó luôn. Ông làm gì trứng gà vậy hả? Đẻ cái rớt rớt ông lớn cái đó luôn hả? Không biết lý do là sao mà tôi có mặt ở trên cái cõi đời đó. Vậy hả? Không biết cha mẹ là ai luôn. Thì lớn lên có đi ăn học vậy có ai nuôi ai nuôi mình biết không? Đầu tiên á thì lụm bọc. Không, ý lúc là lúc nhỏ nuôi lớn lên kìa ai nuôi á, có người nào người thân, có người nào mà bà con hay là người ta thương mình, người ta nuôi cho mình sống được tới lớn mà lụm bọc không á? Tôi không biết luôn. Không biết luôn, chỉ biết mày tới lớn rồi. Tới lớn, tới cái lúc lụm bọc đó tôi mới biết tôi thôi. Để mới nhớ phải không? Còn vậy là lúc đó nhỏ xíu, bao nhiêu tuổi nhớ không? Còn hồi nhỏ thì không biết. Hồi lúc đó là nhiêu tuổi nhớ không? Lúc mà tôi đi lụm bọc á, à. Là lúc đó 7 tuổi rồi. Vậy à? Tôi nhớ, từ lúc 7 tuổi là tôi nhớ. 7 tuổi bước ra giang hồ rồi ha. 7 tuổi là không có ra giang hồ, mới đi lụm bọc à. Thì cũng vậy rồi, tôi là khổ rồi đó, đi lang thang mồ côi nó giống như là tứ đại gia không rồi đó. Thì thuộc gì giống như giang hồ mới khổ rồi, đâu có học hành, đâu có ai dạy dỗ đâu mới vô được con đường đó. Mà không may là hên là cái tâm tốt đó chứ nghe, chứ mà ông mà tâm mà kiêu ngạo tâm xấu là ông dính vô nè. Là ông còn khổ nữa, còn hại đời nữa. Cũng may là chỉ có giang hồ đại khái là ông dạng như ông lòng khổ quá rồi ông giả dạng rồi ông kiếm ăn kiếm sống thôi, đúng không? Chứ thật ra cũng giang hồ bị nhát cũng chết, nhưng mà giang hồ cái gì mà giang hồ. Rồi cuối cùng là chết rồi được mớ tài sản, phải không? Rồi chắc mấy người kia nó hưởng hết luôn á chứ làm sao. Tài sản cái gì thì giang hồ mà thì có bao nhiêu tiền thì bỏ cho mình đó. Thì lúc mà bốn lính nó dục đó là chết đó. Ừ. Thì người ta gặp cái xác đó rồi người ta móc tiền móc bạc bóp bận gì chứ lâu lâu có giấy tờ gì đâu. Không có giấy tờ gì thân luôn. Giấy tờ của người ta. Vậy hả? Giấy tờ của mấy người mà móc túi đó. À. Móc được cái bóp phải có giấy tờ của người ta. Lấy luôn. Bỏ vô cái bóp của mình. Lượng nào đẹp trai nhất thì để vô. Trời lấy cái tên tuổi mình vậy đó. Người ta sâu ra là nhìn mặt chống ông không mà
Tao lựa vừa cái hình giống ông mới được. Chưa có bị lần nào, chưa biết. Tụi người ta chưa có hỏi phải không? Làm tôi đâu có giấy tờ, đâu có hộ khẩu. Thời đó cũng dễ, vậy là lúc đó nhỏ rồi. Lúc đó ông nói năm nay ông chết 20 năm. Lúc chết nhiêu tuổi? Lúc đó 40 tuổi rồi. 40 tuổi là lúc nhỏ là trời ơi. Vậy là ông sinh năm 1000 là coi như năm mươi mấy, sáu mấy gì rồi. Hiện tại bây giờ ông là sáu mấy tuổi rồi. Vậy là ông sinh năm 1950 mấy rồi, đúng không? Năm mươi mấy, 60 gì đó. Hồi cái đó đó. Thời đó chưa giấy tờ là phải rồi. Kể cho ông pháp sư nghe. Tôi là một câu là mùi coi gốc luôn. Làm gì có giấy tờ, làm gì có hộ khẩu. Không biết cha mẹ là ai luôn mà. Kể cho ông nghe, hồi đó cái xe nó còn cái xe đời xưa đó, chạy toàn là khói không à. Chạy lâu lắm, xe tôi mấy lính tôi nó chuyên môn móc túi xe đò. Xe đò đúng rồi, thời nó chạy xe khói không, lỏng bạc cũng đâu có tiền thay đâu, nhiều khi xe đò để gì chạy luôn khói không. Đúng rồi. Với đường xá mới nói mấy lính nó kể lại bụi không, đường đỏ đất đỏ không à. Đúng rồi. Tôi không có đi móc túi, tôi là đại ca mà. Lính móc không ha. Ông mang tội nặng hơn ta đó, bởi vì ông 20 năm chết, 20 năm nay ông không được siêu thoát là vậy. Chơi móc túi người ta, bóc lột lao động của người ta, ông hiểu không? Nói ông nghe nè, cái nghĩa đó là cái tội rất là nặng nha. Đấy là cái tội ông nặng lắm luôn á. Với là người ta làm công cực khổ, ông không biết là người đó người ta làm cái đồng tiền cực khổ, mồ hôi nước mắt của người ta đổ ra, xương máu, chảy máu, tày chân què giò, xúc họng, gãy họng gì đó. Tôi đâu có làm đâu. Người ta ý là nói là người ta kiếm được cái đồng tiền đó đó, hiểu không? Người ta kiếm được cái đồng tiền đó đó. Mà ông là đi móc túi của người ta, ông lấy của người ta thì ông mang cái sự đau khổ của người ta đó, ông hiểu không? Tôi không có móc. Thì miếng lính ông móc, ông còn cha hơn nữa, ông xúi nó, ông còn tội nặng hơn. Tôi không có xúi nó. Kêu hả? Kêu nó đi mà. Nói chung là tội nặng rồi đó, tội ông nặng lắm á. Ông chết 20 năm siêu thoát là phải rồi đó. Bây giờ muốn sám hối không? Tính ra bây giờ ông là như vậy, ông phải chết rồi, ông biết ha, ăn năn hối cải những gì mình làm trước đây. Chết rồi mày còn hung hăng, còn đi học tà thực gì nữa, ông thiệt. Sao cái tâm ông hướng về cái phương nào, nó hướng về cái vị trí nào, tôi vị trí sao nó, ông không có giữ. Nhưng mà tâm ông nó lại, nó sinh ra một cái điều là như vậy là xấu quá rồi, xấu rồi. Nên mình chọn sai con đường rồi. Tôi có biết con đường gì đâu mà chọn. Tôi đâu có học thức đâu, tôi cũng biết cái chữ đâu. Chỉ biết kiếm tiền, nên làm theo, chạy theo kiểu người ta sống sao thì mình chạy theo, đúng không? Có biết cái nào hay, cái nào dở, cái nào khôn, cái nào tốt, cái nào thiện, cái nào không thiện đâu. Rồi mấy ngày nay, từ hồi chết tới giờ hiểu là được phần nào vô đây, mà đây có chỗ thờ là các chư vị thần nè. Có hỏi không, mấy ông này có dạy cho biết không? Có. Dạ. Tôi cũng phải là lúc trước tôi qua bên cái núi bên kia kìa. Ở 10 năm về trước á, tính cũng vô đó học hỏi trong cái chùa đó để làm sao mà điều kiện được thoát cái kiếp quỷ ma này. Vậy mà hỏi nãy giờ nó dốc nữa, cũng cái tật, cũng cái tâm mà nó dốc, nó xạo để lừa người ta, tới giờ vẫn còn. Rồi sao nữa? Thì mấy ông ở trong chùa ông nói quỷ nhà ngươi không có cái gốc. Rồi bây giờ ngươi học là từ đâu? Lúc còn sống ngươi có biết cái gì là pháp đâu? Mấy ông trong chùa, mấy ông nói gì? Mấy ông dòng ở trong đó đó. Ồ, ông mấy ông dòng cũng biết gì đâu. Tưởng là mấy thầy hay là mấy chư tăng đồ người ta học, người ta biểu mấy ông dòng nói là nghe gì cũng biết. Tôi không chừng giống ông luôn. Tôi đâu có gặp được mấy chư tăng ở trong đó. Tôi chỉ gặp dòng thôi. Gặp mấy quỷ dòng ở trong gần cái chùa đó. Cũng nói đó. Nói giọng đại ca không? Nói giọng hơn thua không? Cái gì đó mà tôi biết gì? Biết rồi. Mà bây giờ tôi nói cho ông nghe nè. Giờ ông, tôi giúp ông về chùa ông tu rồi ông sẽ hiểu là thế nào là điều tốt, thế nào là điều xấu. Thứ nhất là tôi giúp ông sớm chỉ kiếm đồ thai thành người, để mình có cơ hội mình học tập, khỏi phải một coi như kiếp này. Chịu không? Được. Đồng ý cho ông về đó liền. Ông, tôi không cần giải thích nhiều. Ông đồng ý, ông chịu chuyển kiếp thành người là tâm ông đã tốt rồi. Tôi không cần giải thích nói thêm trong nữa.
ông về ngôi chùa đó ông tu thì ông tự động ông sẽ giác ngộ. Rồi bây giờ nãy ông nói là ông tên gì? Tôi hả? Ờ tôi chưa có nói tên không? Nói đi. Tôi tên gì? Thôi giờ ông tôi ông là tôi là thằng một giang hồ, một cái giang hồ từ nhỏ cái giang hồ dốt. Thôi tôi tên Khôn. Rồi giờ tôi đặt trong một cái phép danh tên đi là đặt cái tên mà cho dễ con đường tu. Bây giờ đặt trong tên là Thiện Tâm. Ồ. Cho phép danh tên là Thiện Tâm. Tâm ông nó cũng thiện đó, nhưng mà cũng thiện, cũng là một câu, nhưng mà không chạy vào con đường hung hăng, không có biết đánh lộn lạo, chỉ biết có hơi chút là hơi bẹp chút xíu với người ta thôi. Nhưng mà tôi đặt cái tên nó để cho ông sửa ông tốt hơn ha. Tâm Thiện, cho anh pháp danh Tâm Thiện để về ngôi chùa tu lành tu hiền. Rồi. Sớm mà đầu thai chuyển kiếp thành người nha. Bây giờ niệm 6 chữ Nam Mô cho Phật tôi đưa đi. Bây giờ tôi là không có biết gì trơn ha pháp sư. Thì về đó ông đưa tôi vô đó là tôi học từ đầu ha. Đúng rồi, học lại từ đầu hết. Giống như học chữ luôn rồi học Phật luôn. Trong đó có người ta dạy cho, với lại có những cái dông mà ta biết chữ đó thì hỏi họ, họ chỉ cho biết cái chữ. Rồi học Phật Pháp thì nhiều khi ông không cần học nhiều, chỉ niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi là có thể là siêu sinh về cực lạc. Rồi bây giờ để tôi tập niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thử coi, Nam Mô A Di Đà Phật coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Phải gì không? Rồi. Vì ông niệm 6 chữ Nam Mô Phật tôi đưa ông về đó ráng mà tu nha. Cả mà học hỏi nghe kinh kệ nhiều nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đọc rồi. Đi. Rồi đó ông bà bác ơi. Lắm mà giúp được một cái dông mồ côi đi theo con đường móc bọc rồi xong lớn là móc túi luôn. Thiệt định với ông này. Ở cuối cùng là Lâm cũng đã giúp về chùa rồi. Ông bà con bác nghe câu chuyện cũng biết rồi. Lâm không cần nói vòng vòng nhiều mất thời gian nha. Rồi chào tạm biệt bà bác. Hẹn bà con bác những cái video sau. Rất mong bà bác ủng hộ kênh Lâm nha. Dạo này kênh mất đầy sức quá ông bà bác ơi. Lâm sẽ cố gắng lại đi một mình để giúp đỡ dòng nó tiện hơn để cho bà bác có những cái câu chuyện hay và có những cái giống linh dữ nên Lâm giáo hóa thế nào nha. Rồi cảm ơn bà bác ủng hộ kênh. Chào tạm biệt bà bác.